Trời, mày đặt nữa, khổ ghê, giấu giấu cái gì, tới chưa? Thấm chưa? Rồi rồi, em biết là vô một nơi rồi nhưng mà chưa biết là nơi nơi nào. Ok, 1, 2, 3 là tụi em mở mắt ra. Bất ngờ không? Oh my god. Very good. Muốn ăn cái gì? Ăn gì ngon nhất mà mắc nhất ở đây? Cảm ơn đạo diễn. Yes. Bây giờ trước khi được ăn cái này, có bọc bó đặc sản của Nhật Bản. Không tin. Đặc trưng của Nhật mà chỉ có Nhật Bản mới có mà không đưa ra Việt Nam thì chứng tỏ món này chắc khó ăn lắm. Không cay nha. Không cay. Okay. They said that we have to eat this first. Okay, but it's okay. But don't open it now. Okay. Okay, get one. Get one. Open. Mở. Have you ever eat this one? Have you yeah. Good? We love it. Oh, you love it? But maybe you hate it. Wow. Oh, đậu tương hả? Cái này là gì vậy? Thôi mất luôn á. Em không muốn hửi đâu. Mấy bạn nghe mấy bạn hỏi chưa? Delicious. Ngon. Ngon. Thì bởi vậy. Oh my god. Oh my god. Sai, you love it. Oh my god. Đâu đâu Sai. Oh. Em làm đi. Oh, okay, okay. Trời ơi, nó hôi lắm các bạn ơi. Giống như kiểu chè đậu xanh á ha. Nhưng mà thật sự là nó rất là hôi lắm. Ui, giống như kiểu mình. Thế sao? Kỳ lắm, nó nhảm nhảm như là đồ bị thiêu không ăn nè. Mà ngon không? Làm ngon. Còn ghê hơn mắm đậu mắm tôm nhà mình nữa. Sai hết đi. It tastes weird. But this is Japanese traditional food. Really? Yeah. You like it? I like it and healthy, very healthy. Okay, nghĩ về sắc đẹp đi chị. Ăn cái này rất là tốt cho sức khỏe nên chúng ta sẽ trẻ đẹp sau khi ăn cái này. Thiệt mà. Ăn đi. Ăn trước. Thôi để chị ăn. Vui lắm. Thằng Hà mình nó rất ăn nhiều hả chị? Ngon ngon ngon. Thôi cho em lại thử. Rồi hết một đợt. Emily fighting. Đó thì đúng đấy, ăn hết miếng đó đi. Ok. Không hợp khẩu vị người Việt Nam. Ồ. Có đây. Ok. Ngon không? What? Sao cái bạn cười? Cô đây. Em muốn chọn con gái. Ủa dơ vậy chơi sao được? Này, cái quyền em ăn sao là quyền của em. Đúng rồi. Ồ.
Này, cái này ấy là y chang cái cảm giác mà có một kiện em nấu cơm xong em đi Canada 15 ngày ấy, về là có một cơm y chang cái này luôn. How long to make this? How long? Maybe one day, a day, one day. One day? One day. One day. Yeah. Oh, and, and this is good for health and beauty. Yes. In Japan. Oh. Because this is oishiyop. Yummy yummy. Oh. Đây có phải là cảm giác của người nước ngoài khi lần đầu tiên đến Việt Nam mà ăn bún tôm ấy? Thực tế thì đây là một món ăn rất là nổi tiếng của Nhật và là một món ăn mà có rất là nhiều người thích, nhưng mà chắc là tại vì Ruby và Emily không có hợp khẩu vị cho nên là không, rất là khó ăn. Tên tiếng Nhật của món này là natto. Thì nếu như thật ra mọi người muốn thử lần đầu tiên thì cứ ăn thử để mình biết cái vị của qua Nhật, mọi người có thể trải nghiệm một lần cảm giác như là Ruby và Emily.